Trong video hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn quay trở lại với tựa game nhập vai và đội đặc nhiệm Squad Randy or Not này. Và trước đây thì mình đã từng cùng với team của mình trải qua rất là nhiệm vụ trong tựa game này nha các bạn. Do là lần này game cập nhật lên phiên bản chính thức, cho nên là mình có rất là nhiều những cái map mới. Và cùng theo dõi video hôm nay để xem quá trình là nhiệm vụ của mình cùng với team báo nha. Ok, vào thôi. Đầu tiên thì mình sẽ cùng với các bạn đi tham quan cái trụ sở mới của mình nha các bạn. Trước đây thì tụi mình ở trong một cái tòa nhà, và cái tòa nhà này nó kín mít hết trơn luôn. Mình không có thấy được ánh sáng, mình cũng không đi ra ngoài được nhiều. Thì đây là một cái đồn cảnh sát mới và là một cái trụ sở mới luôn. Nhưng mà nhìn ở ngoài vô nó hơi gọi là tồi tàn xíu không ta, vì nhìn nó xuống cấp đồ này kia. Đây là cái cổng ra vào nha các bạn. Và ở đây mình có những chiếc xe cảnh sát phiên bản được trang bị bọc lưới trước sau luôn các bạn. Giống như là mấy cái xe mà chuyên chạy vô mấy chỗ bạo động vậy á. Mình có một chiếc xe SWAT ở đây và tiếp tục là những con xe này. Và đây là một chiếc xe không có bọc gì hết, mấy chiếc kia bọc quá trời luôn. Đây cũng là một cái chỗ để xe nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong. Và cái chỗ này thì cũng có đồn để tiếp dân luôn. Nó là một cái đồn cảnh sát luôn á các bạn. Rồi chào anh. Nhìn trai ngõ đây tội nghiệp vậy. Đây, đây là đồn cảnh sát Los Suenos nha các bạn. Đầu tiên đây mình sẽ có cái chỗ để tiếp dân nè, tiếp nhận ý kiến rồi mấy cái vụ án này kia nè. Đây là chỗ để ngồi chờ. Rồi ở đây có mấy anh đứng canh. Chỗ này là chỗ bên trong rồi. Nói chung là chỗ này nó hơi chật một xíu. Và cái chỗ mà gọi là hội họp để bàn về kế hoạch của tụi mình á, nó sẽ nằm ở trong phòng này. Lão không? Ai là sếp ở đây mày? Bắn bắn bể đầu bây giờ. Đây sẽ là chỗ để mình bàn về kế hoạch nhiệm vụ của tụi mình ha. Xong rồi vô đây, mình có một cái hành lang. Qua bên này là cái phòng SWAT. Và phòng này các bạn có thể chỉnh về súng đạn được các thứ, cũng như là quần áo trang phục ở bên này. Ở dưới này thì mình có một cái đường đi thông ở bên thay đồ nha các bạn. Vô đây thì mình sẽ có một cái phòng bằng chứng, lưu giữ mấy cái bằng chứng, chứng cứ được các thứ á. Rộng ghê luôn á. Mà dưới này cảm giác nó bị chật, mà nó bị này kia đi ra trắng trắng gì lẹ lên tôi đuổi việc hết bây giờ. Rồi bên này mình có một cái phòng ghi là interview và listening. Cái này giống như là phòng lấy cung á các bạn, tra khảo đồ này kia vậy. Nó đây là cái kính một chiều đứng đây nhìn qua nè. Rồi ở đây mình sẽ có một cái văn phòng bàn làm việc của mấy anh chị cảnh sát. Lên đây thì mình bắt đầu ra lại cái sảnh lúc đầu nè. Đây cái chỗ anh trai này đứng ha. Và mình sẽ đi xuống. Thì xuống dưới chỗ này sẽ là một cái chỗ tập bắn. Chỗ mà trước đây tụi mình đã từng hay phá đồ này kia á. Coi ở đây cái gì đây. Ở đây mình có một cái chỗ đi. À không đi được, anh đứng anh chặn cửa rồi. Rồi mấy đứa xuống đây. Ở bên này mình có hình như là luyện tập giải cứu con tin các bạn. Đúng rồi. Rồi quỳ xuống, quỳ xuống. Cái kiểu như vậy á. Còn ai múc ổng thì chịu, ra chịu trách nhiệm là được. Rồi ok xong. Thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn điểm qua những cái nhiệm vụ mới ha. Tại vì lần này thì này chắn đường ngoài vậy. Lần này nó cập nhật một vài cái mới, nhưng mà cũng có một số cái mình thấy cập nhật xong nó hơi khác hơn xíu. Đó chính là cái sự lát. Và cái thứ hai là mình sẽ múc này. Gà. Ây da. Súng lục rồi, đâu súng kia. Có ăn mạng trong đồn. Gà. Đằng kia đâu rồi. Dưới này nó có gì nữa nè. Anh cầm súng lục chắc chỉ thắng được. À không, nó chỉ là cái phòng kho thôi. Ok, bây giờ đi lên để bắt đầu lại nhiệm vụ thôi các bạn. Và mình lâu lắm rồi mới quay trở lại với cái nhiệm vụ này. Cho nên là các bạn xem từ khúc này. Mà các bạn nào mà tâm lý yếu yếu thì các bạn chuẩn bị sẵn chai keo 502 đi. Có gì nhỏ vô nha, chứ mù mắt á. Mình nói trước là mù mắt á. Ở đây thì mình có những cái nhiệm vụ này là những nhiệm vụ cũ các bạn. Mấy cái này quen lắm rồi, mình đã ngồi mình lọc ra hết rồi. Và mình có được một vài nhiệm vụ mới. Ví dụ như là cái nhiệm vụ đầu tiên này. 24 megabyte a second nè. Rồi cái End of the Earth nè. Rồi cái hình như cái này như rồi. Ở cái này là cái chỗ kho hàng, vận chuyển hàng các thứ. Để coi cái elephant. Cái này như mới nè các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm cái nhiệm vụ này trước, xong rồi tới cái End of the Earth nè. Còn mấy cái này là làm rồi nè. Bạn nào mà nhìn qua, bạn nào mà xem cái series này trên kênh của mình thì các bạn nhìn cái này là quá là quen thuộc luôn rồi đúng không? Làm hết trơn rồi, có mấy cái fail, có mấy cái nó cũng hay thôi. Vô. Sau khi mà các bạn chọn xong nhiệm vụ thì ở cái điện thoại mini của mình nó sẽ hiển thị ra toàn bộ thông tin nha các bạn. Đầu tiên thì mình dẹp loạn nè, xong rồi mình cứu hết con tin và mình bắt cái thằng Michael Williams.
Ở đây mình có thông tin cụ thể nè. Thì cái thông tin này sẽ nói về là sáng nay có một cái cuộc gọi 911 gọi tới ở trong cái khu căn hộ hay chung cư ở San Yurio, và có nói về một cái tình trạng là có con tin bị bắt cóc trong này, và cái thanh niên Michael Williams cố thủ trong ngôi nhà cùng với là anh trai tên là Damarcus, cái người mà đồng thời giết không gọi là giết khử mẹ của mình tên là Cassandra Williams. Rồi, và hiện tại thì ở dưới này là trong cái đồn của mình hỏi là có liên lạc lại với được thằng Michael không, thì những cuộc gọi gọi tới đều bị chuyển đi hết, không có gọi được đó. Và có vẻ như là có tiếng súng ở trong khu vực của cái căn hộ của nhà thằng Michael, các bạn nghe rất là nhiều những tiếng súng mà người dân báo lại á. Cái ngôi nhà này thì có hai cái lối vào, một cái lối là đi vào trong cái cửa chính và lối còn lại là lối thoát hiểm, sẽ đi vòng quanh cái khu nhà này và có thể giúp team mình đi vào mà không bị phát hiện nha các bạn. Nó cũng hơi dài dòng một xíu á. Rồi xuống dưới đây thì hiện tại là Michael đang ở trong cái căn hộ số 14, nhưng mà có một vài căn hộ khác là 16, 11 với 12 là đã đóng cửa, và những cái người dân ở đó, người ta một số người thì được sơ tán, còn một số người thì ở trong nhà rồi. Và hiện tại thì không thể liên lạc được với lại căn 13 và 15. Cả hai căn này đều thuộc quyền sở hữu của thằng Michael Williams. Đó, và cũng không biết là thằng này nó ở trong 14 hay là nó chạy qua mấy căn khác rồi. Nó hơi dài dòng một xíu. Và đây là cái sơ đồ nha các bạn. Đây là cái lối thoát hiểm lên nè. Đèn cứu hỏa nó đang vẽ sơ đồ nè. Đây là hướng qua căn 12, 11. Để mình đi lên tầng trên nè. Tầng trên nè. Đây. 15, 16, 14. 14 là căn bự của thằng Michael Williams. Có 2 tầng thôi. Ok. Rồi bây giờ lên đường. Nhiệm vụ lần này thì mình sẽ là người cầm khiên nha các bạn. Tại vì cầm khiên mình thủ, mình đi theo xem như thế nào. Đó. Còn lại thì mấy anh đệ mình sẽ... Vậy là bạn từ đội trưởng bạn xuống làm lính đúng không? Ừ, nhưng mà vẫn còn khứa này là cầm khiên. Ngoài ra thì mình có một người mới là Dũng. Thì để coi như thế nào. Ok, lên đường. Rồi, chuẩn bị lên đường. Để anh đi trước, để anh đi trước. Anh là người cầm khiên, để anh đi trước. Đây, theo như mô tả thì đây là cái lối vào chính đúng không? Vậy là mình sẽ còn một cái lối đây bên phải nè. Ủa, rất cổ mở. Ủa, tính ra cái đồ họa lần này cập nhật á, đẹp và thật ghê luôn á các bạn. Theo tôi nha. Coi cho đàng hoàng nha mày. Bên nào? Ê, từ. Thằng nào cầm khiên đi chứ, thằng áo đúng không? Ừ. Tôi đang đi luôn á. Kêu có một tên rồi, bắn vào chỗ, nó bắn kìa. Đây để em cho nó, ai da da. Trời. Nó bắn rác. Cho tôi mới luôn đạn chơi nè. Cái gì? Sao vậy? Thằng quạt? Ai chết vậy? Nó trời lưu đạn. Trời ơi là biết trời. Biết cái con báo này. Trời ơi. Báo cáo. Thằng đồng đội đã chết trừ 1. Thì đang cầm cái lưu đạn tự nhiên nó chạy ra nó bắn. Trời ơi, ngáo rồi. Anh cầm khiên thì mày đứng sau lưng anh chứ, sao mày có đứng trước đầu anh vậy? Ủa em cầm khiên mà. Thì ý là anh cầm khiên đang đi trước thì mày phải đứng sau lưng mày bảo vệ phía sau chứ, mất mới gì mày cứ chen lên đầu anh á. Đúng không? Cái nhiệm vụ của em là thôi để tao làm vậy. Anh bên kia em bên này. Các bạn ơi, team này bất ổn quá. À. Ê con tin nè, con tin nè, con tin nè. Rồi vô đi, vô đi. Từ báo cáo nha. Báo cáo nha. Có một con tin trong phòng này nè. Có ai thấy cái súng à? Từ 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 có tiếng, có tiếng. Nằm xuống mày. Trời ơi, tôi có một người ra đi tại vì chở trái bom. Từ từ nha các bạn, cái khu này á nó như là cái khu đào coi vậy á. Nè các bạn nhìn nè, dàn máy nè, rồi khung nè, rồi màn hình hiển thị nè, nó nhảy phần trăm luôn kìa. Gì ơi? Hả? Hay gì bây giờ làm vụ tao lụm dàn này tao đem đi bán được không bạn? Không má. Cho đi. Rồi mình báo cáo hết chưa? Báo cáo hết rồi đúng không? Rồi rồi làm hết rồi. Rồi, đi hướng này nè, hướng này nè. Nhiệm vụ của con luôn là ngay đi trước đúng không? Ngay đi trước đi. Chứ tôi đi trước mà nó cứ dặn nó đi trước tôi hoài à. Ôi gà bỏ mặt cầm khiên đi bạn. Cho nó đi trước đi. Bùm. Đây nha, có tiếng súng nha, có cái giếng trời nha. Nó bắn đầu ở trên á. Ở trên hoặc cái dưới có chừng á. Ừ, có chừng. Ui, ở góc. Rồi. Coi chừng nha, nãy tao nghe tiếng con tin nữa nha. Ok.
Đi lên được. À, ok, thằng đó. Đó là cột tay nó giùm các bạn. Trời nó, trời nó, trời nó, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Bắn đánh gì dữ ta. Bắn cái góc này nó không trúng nó nè. Ây da. Ủa? Hết hồn tụi thần ngá nó nằm rồi chứ. Cột, cột tay chưa, cột tay chưa? Dạ, rồi, rồi, làm hết rồi. Rồi, ok. Bạn giỡn mà bạn, nhiệm vụ của tôi mà bạn. Rồi, lên luôn. Ủa, ngáo ra rồi. Nè, đây, đây, đây. Lên trên đây. Người đi bên nha. Để em lên đi bên ông bên này. Cửa bên phải mở nha ngáo. Trên này clear. Không mở à. Nè, cái cỡ, cửa sắt này mở nè. Ê, ở phía trước cũng mở kìa. Cột tay nó đi, cột tay nó đi, Dũng, cột tay nó đi. Có chừng nha bạn. Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, trong này, trong này, trong này, trong này, trong này, trong này, có cửa mở nè. Ông đi liều với ông nội. Thì tôi cầm khiên mà bạn. Mà bạn mà không mở cái khiên lên đâu. Để nó cần mới mở chứ. Rồi đi bên trái đi ngáo, anh đi bên phải. Đạp cửa vô nè. Hay. Trời ơi, con tin, con tin, con tin, con tin, con tin. Có con tin đang bị uy hiếp nha. Rồi sao bắn nó đi bạn. Hay quá, nó xử con tin luôn rồi. Phải nhanh mới được. Dũng, ai bắn vậy? Ai bắn vậy? Ây da. Gì vậy? Ai vậy? Ai ném vậy? Cái gì? Cái ông ném đúng không? Không, tôi ở ngoài, ngoài, ngoài. Vô, vô bạn, vô bạn. Tim này nó bất ổn. Nghe bạn. Từ bạn, tôi đang băng bó các bạn nghe. Bạn đi đi. Nó trên lầu ở đâu? Ủa, đứng đâu tôi kiếm bạn? Ông tăng cơm cho tôi đi trước. Đâu rồi? Theo tôi nói, chắc ở trên lầu á. Thì trên lầu nó bắn xuống rồi đó, mà tôi không thấy nó nè. Rồi bạn cầm súng cơ rồi bạn đâu bắn xa. Ủa? Đâu, nó đằng sau mày nè. Trời ơi, thằng Quý nó thằng nào á. Hồi nãy nó đeo uy hiếp á, là một là mở ra bắn liền, hai là đứng lùi lại. Chứ là đứng ngay đó, kiểu đó là nó bắn luôn. Giơ tay lên luôn. Bắn nó bắn bụp này cái xong rồi nó buông ra liền. Sao ba mép á. À nếu mà nó sợ quá nó buông. Mà rồi bắn nó trước là nó khử luôn ta. Thôi không sao đâu, đợt này đi mình mất một con tin, trừ một con tin với trừ một đồng đội. Không bạn, tôi nghi mất hai đồng đội lắm bạn. Không không không, vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Ủa này là cái căn hộ lúc còn nãy nè. Còn ai ta? Ơi ơi còn ở dưới, ở dưới. Ờ ở dưới, ở dưới, gọi ngẫm rồi. Ờ chết rồi, chết rồi. Ê, sao nhìn chắc đồng đội nhớ quá. Tôi thấy lưng Dũng, đứt Dũng nó chảy máu. Bắn nó hay gì chảy máu. Không, thằng nào bắn, chứ ai bắn. Vậy là mình còn thiếu một cái chỗ nữa, tại vì căn 14 á mọi người. Tôi coi cái sơ đồ coi. Cái sơ đồ, camera gì vậy? Trời đất ơi. Hết hồn bà nội. Ủa, nó đi công chính hả? Căn 14 đúng không? À, không có đâm tao nha. Ồ, cái căn 14 là cái căn ở tầng trên và nó ngay ở bên hướng bên này là cái căn ngay đây nè các bạn. Ở đâu? Ở tầng trên cùng á, tầng trên cùng á. Giờ lên lầu lại hả? Không đúng rồi, đúng rồi. Tôi đang ở tầng 2 lên tầng 3 nè. Đây trong này nó cũng gọi là floor nè, cái chỗ này mở cửa nè. Đúng rồi nè. Căn này căn 14 nè. Nè 14 nè. Anh em ơi, tập hợp, tập hợp. Đang đang lên, đang lên. Đâu? Gì đâu? Đây, trong này nè. Rồi vô. À bắn đầu ngáo nè. Vô. Đập cửa anh em. Cần cần em để phá cửa ngáo đó. Chết. Ủa cái cửa. Ai mượn, ai mượn. Đó đó đó. 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 Mày ngu chưa? Đã nói rồi, rồi. Da dẻ nè. Đau không em? Bên trái. Đau quá. Bên trái clear. Coi chừng bên phải cái căn phòng bên phải nha. Bên phải từ từ. Ê, đây, 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 có con tin nè, có con tin nè. Có một con tin trong phòng đó trời. Đó. Talk reporting. Roger entry team. Notifying medical. Nha, cái phòng này, đây con tin nè, con tin nè, vô cọc tay nó đi, vô cọc tay nó đi. Đúng, tự nhân áo, tự nhân áo, có con tin nhân áo. Chết rồi, chết rồi. Rồi xong trời, rồi. Nó đâm con tin là gì vậy? Ui, trời ơi, nhạc kìa, trời ơi. Ờ, cái này là con tin đúng không? Con tin nè. Nè, có súng nè. Thằng nào? Ủa, anh đâu? Thằng này hả? Có thằng em có súng hả? Ờ, nó có súng nè. Ui, các bạn ơi. Wow, cái gì đây?
Nó đang livestream nè. Nó đang livestream nè. Bad boy, bad boy. Gì đây? Holy crap. Ấy, ấy, ra coi cho tôi lên TV coi. Nè nè, nó đang livestream xong rồi tụi mình đục kích vô. Ấy cái giao diện phần mềm này quen quá ta. Mình đang thải bạn. Quen quá ta. Hey bro, you got the good. Tụi này nó liên quan tới cái chỗ My Shot luôn nè, cái chỗ này hồi đợt tụi mình xử nè. Thấy không? Cái bạn nó post ảnh gái hở tùm lum trên group nó kìa. Đâu? Kìa bên đây nè, nó cái quần đó. Giờ mới đi. Trời má ơi. Coi chat này, coi stream chat vậy, kìa. Cái cục gì vậy, nó kêu là báo cáo kìa. Nó nào? cái cục cưới nó nè, ông thấy cái đàn bên không? Trời ơi, kiểu cứng kìa. Kiểu cứng gì được, động kìa. Tôi lấy được, bạn lấy đi, tôi lấy được. Lấy đi. Lấy cái ô cứng vậy là mấy cái bạn phím được cục bê nhìn đẹp chứ nè. Cái bạn phím được cục bê mát. Nó đèn của nó làm hay quá ha. Làm thật ghê luôn á. Như thật ấy. Ê, có stream deck nữa nè. Nhưng mà cái bàn phím nào có checkpad hay vậy? Ê, coi nó comment kìa, no, don't shoot the dog. Ai có bắn đâu. Giờ thanh niên này đang ngồi livestream xong rồi bị tụi mình đều đục kích vô cho nên là lật đật. Ê, có con robot hút bụi nữa kìa. Đâu. Bắn rồi. Trái rồi. Ôi. Đem về ông nội. Thật sự là cái phòng mới. Cái gì vậy, thằng nào nó cứ chơi bớ ngoài vậy. Mấy này vô cái luật quá, về đuổi mẹ. Cái phòng này á là căn phòng mơ ước của streamer nè. Đã ghê phải luôn. Không hay là của mấy nè, có anime bạn. Máy chụp hình nữa nè. Cái anime quá trời nè. Ở đây mình bắn cái ba được không? Chính mình hát nhạc nó được không? Cái radio kìa. Đâu? Cái radio kìa. Radio đâu? Bên phải gì phải đó. Ok. Gì ơi. Hả? Hai tượng này dễ thương quá. Tượng nào? Trời ơi, nó treo nguyên một cái cây súng hả? Cái súng ở trên trần nhà. Nè, đây nè. Đây là cái chỗ để ngồi chơi chơi mấy game PlayStation hoặc là ngồi chiêu chiêu đồ nè. Tượng gì bạn? Vậy không á. Rồi vậy là xong rồi đúng không? Cái thằng nhóc này dễ thương quá à. Cái kiếm. Ê vậy là cái thằng Michael William đâu? Ủa. Hay đó, quá trời. Thằng Michael William bị bắn chết rồi. Nhiệm vụ nó yêu cầu là phải bắt sống thằng Michael rồi. Này. Bắt sống. Với lại giải cứu toàn bộ con tin, thì có một con tin là bị thằng bắt cóc nó bắn. Và cái thứ hai là thằng Michael bị ngõm rồi top. Hay quá trời. Bạn ơi. Hả? Đồng đội mình còn đi mà huống chi Michael còn sống. Đồng đội mình nó bị này kia bạn. Rồi thôi kệ đi, xong nhiệm vụ rồi đó các bạn. Bây giờ lên đường đi về. Báo quá trời luôn rồi. Nào bắn vậy. Tôi á. Em không nói bà lưu đâu. Ủa, bắn tôi nói. Có chỗ bàn pizza rồi này kia luôn rồi. Để coi nó đánh giá mình bao nhiêu điểm. Fail. Rồi, tôi thấy nó không lên nổi nửa vòng luôn, chắc C quá. Rồi, làm gì được C? Không phải B chứ, B cộng. Trời ơi, trời ơi, ép luôn, trời ơi. Ông được chơi cho vui. Bị con tin bị ngẫm là trừ 200 điểm. Unauthorized use of force là mình không được dùng vũ lực khi chưa cho phép, có nghĩa là mình phải đợi nó bắn mình trước. Nó bắn được nó. Giống như nãy mình bắn kia á. Ai bắn kia á. Hay quá trời, nhiệm vụ có 3 cái quan trọng là cứu hết con tin, bắt Michael thì fail 2 cái rồi, còn có đúng 1 cái. Quá đỉnh. Nhiệm vụ tiếp theo có tên là End of the Earth và mời các bạn theo dõi cái nhiệm vụ này xem như thế nào ha. Yo. Okay, everyone, take a seat. Here's what we've got. Nói chung là mấy người này ngồi với nhau để bàn chuyện và có một thông tin rất là hay là trong cái máy tính bảng mọi người đang xem là cái gia đình họ Trần. Họ là một cái gia đình bình thường ở Kawaii và đây là một cái ca rất bình thường nhưng mà có một cái lệnh bắt cả ba người luôn. Có một cái hoạt động đang diễn ra ở cái đại lý xe ở chỗ North Hill và trong cái chỗ này á, bề ngoài là một cái chỗ đại lý xe nhưng mà bên trong là một cái chỗ chuyên để sửa đổi vũ khí các bạn. Có nghĩa là bên trong này á, họ hay chuyển đem những cái phụ tùng, những cái thiết bị và những cái phụ kiện liên quan về súng trong một cái đại lý xe hơi. Và tất cả những cái phụ kiện này nó không liên quan về xe hơi nha. Đó, và cái người mà nhận những cái món này tên là Thảo Trần. Hay chưa? Và
có một cái hay nữa, đó chính là cái chỗ này chuyên đổi những cái súng bán tự động sang thành súng máy. Và hiện tại thì cái gia đình nhà họ Trần này đang làm việc cho một cái người nào đó, nghĩa là chuyên làm súng các thứ á. Và tụi này nó cũng đang bị dấn thân vào một cái nguy hiểm luôn. Rồi, ngó xuống dưới này thì hiện tại là team đang nói tiếp nè. Cái người anh cả tên là anh, là một cái người thợ cơ khí. Và cái người anh này á, đem những cái vũ khí này từ một cái chỗ nào đó đem về, rồi sửa đổi ở trên cái căn gác mái và giao cho cái chỗ nó hiu. Và mọi thứ nó đang hơi phức tạp một xíu. Đó chính là cái gia đình này sống chung một cái căn nhà, và những cái người cha mẹ cũng lớn tuổi rồi và nghỉ hưu rồi. Người mẹ tên là Huệ Nguyễn hay là Huệ Nguyễn gì đó, hiện tại là đang sắp hấp hối, sắp chuẩn bị ngủm rồi. Và cái bà mẹ này mới bị căn bệnh là ung thư giai đoạn 4 nha các bạn. Và cái bà này cũng là cái người mà gọi cho bên cảnh sát báo thông tin này. Và lý do là tại vì cái đám con trai này đang thiếu tiền, cần tiền chữa trị cho mẹ, cũng như là cần tiền trả nợ cho cha, cho nên là mới làm mấy cái việc này nha các bạn. Thành ra là bây giờ tụi mình sẽ vô trong cái căn nhà này, rồi mình cần phải di chuyển nhanh và cẩn thận. Và có một cái team nhỏ đi vào trong, hai team còn lại đi hướng 1 và hướng 3 để phòng trường hợp có này kia. Và những người này thì có trang bị vũ trang, cho nên là cấp trên thì muốn là né tránh đấu súng hết mức có thể, có nghĩa là không có ngẫm đồ này kia, bắt sống càng nhiều càng tốt đó. Nhưng mà nếu mà có trường hợp mà nguy hiểm thì cứ xử hết cũng được, cả ba mẹ luôn. Bà mẹ đang nằm trên giường bệnh trong nhà và chuẩn bị ngủm rồi. Cái vụ này hơi bị khủng các bạn. Đây, và bên này mình có đối tượng đây. Thì Trần Anh, tên tiếng Anh là Andy, thì các bạn sẽ thấy người ta để giữa là anh Andy Trần nè. Rồi Thảo, Tôm, Trần. Thảo hả? Con trai mà. Vinh, Vinny Trần và Diego Perez. Oh. Thanh niên này như thanh niên đầu nối giữa cái nhà này với là cái bên kia vậy. Cái đoạn hội thoại này là cái đoạn toàn bộ của cái này luôn nè các bạn. Game nó làm mấy này thật ghê luôn á. Và bên trong này có con tin là Peter Trần và Huệ Nguyễn. Anh này như cha mẹ đúng không? 1955, 1965, đúng rồi, cha mẹ nè. Rồi đây là cái gì đây? À, cái chỗ trang web bán vũ khí online. Quầy. Có cuộc gọi này nhưng mà 911, this call is being recorded. What's your emergency? Oh, yeah. I don't have one, but I think you need to send someone to 128 Windy Coast Drive in Kauai. Sir, if you don't have an emergency, I'm going to have to ask you to hang up. Fine, but make sure you pass this through. Someone is modifying and selling illegal weapons through that address. 128 Windy Coast Drive in Kauai. You should send someone to check it out. Can I take your name, please, sir? No, just send someone to that address. That'll teach him. Sir? Oh, fuck. Oh. Bên trong nó có một cái người gọi báo cho công an kêu là tới cái căn nhà 128 ở đường Windy Coast Drive, Kauai để kiểm tra, tại vì trong này tụi nó đang chuyển súng một cái thứ, tụi nó đang sửa đổi mấy cái súng để bán á, bán bất hợp pháp luôn á. Rồi bên 911 hỏi lại là có thể cho biết tên rồi này kia không, rồi nó cướp máy xong nó bị này kia rồi các bạn. Ê, nó làm mấy cái này hay ghê, thật ghê luôn á. Xịn vãi chướng. Rồi nhiệm vụ là mình cứu hết toàn bộ con tin, tìm cái chỗ sản xuất vũ khí. Và mình sẽ dẹp lại cái chỗ này. Không biết mấy này làm được hay không thì mình không biết. Ở đây mình có một cái bản vẽ bằng tay. Chỗ này là chỗ bà mẹ đang nằm nè, bà Huê Nguyên nè. Rồi đây là cái cổng chính đi vào đúng không? Này là cái phía sau sân vườn. Lú quá. Thôi ok, bắt đầu vô thôi. Mong là mấy anh đệ nó sẽ phối hợp nhịp nhàng, không có... Ê mấy đứa cầm đạn thối đồ này kia với lại phòng trường hợp nha. Ừ, có đồ phá cửa có. Ok ok, không có cần đồ phá cửa. Nên nó lì với cái đồ phá cửa ghê luôn, không có cần cái đồ phá cửa, cần lưu đạn thối đồ này kia thôi. Tại vì đủ mình việc đó đi bạn. Mình tránh, gọi là mình tránh đi gắt con thằng quỷ này. Tin vô tao muốn nữa không? Hả? Chọn luôn rồi. Thối đừng thối. Đồ đạn choáng. Choáng cái gì đi. Choáng choáng chứ không phải khói. Trời, anh chịu khói đi. Để anh thay qua cái kính của anh, cái kính kính choáng mới được. Ủa? Đúng rồi. Chạy xuống hơi không?
Tới giờ của nó cũng nữa. Được, cũng được. Đâu súng hơi nữa đi. Combo súng hơi của mình bao gồm có một cây VKS và mình có một cây M45A1 thì phòng trường hợp nếu mà súng hơi không có tác dụng thì mình dùng cái súng này nha các bạn. Và mình sẽ mang giáp heavy armor cùng với lại ba cái lựu đạn choáng và lỗi, mình đã trang bị cái kính chống lựu đạn choáng rồi ha. Và nó sẽ đem một đống lựu đạn choáng luôn cho nên là mọi người thủ sẵn lựu đạn choáng nha, không có đem lựu đạn nổ nha. Rồi lên đường. Chết nè, chết nè, chết nè. Từ từ, để tí, kia nó cầm cái súng chút xíu vậy. Rồi, bắt đầu, đi thôi. Rồi, lên đường. Lúc nãy là mình chọn cái lối vào của cái khu này là... Ôi, cái view đẹp quá mày. Nha các bạn. Ôi, mày chết đi đi chạy, đi chết đi. Ôi, chụp hình đang tắm đây. Ủa, từ từ. Mày đi làm nhậu đi mày. Ê, xin tắm, xin tắm, xin tắm. Dùng gì? Mình chán tụi nó, mình không có ai cầm khiên để đỡ được. Đây, khiên đây. Ủa? 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 Không sao nè, không sao, không sao, không sao, không sao. Cứ chơi đi, không sao đâu, fail đi mình làm lại. Dạ, tôi đứng đằng sau nha, mọi người cứ lên trước đi. Cầm súng đó. Nha, cầm súng nha, cầm súng nha, cầm súng nha. Này đi được không ta? Không. Hả? Nè, bên đây nè. Bạn, họ nghe tập tập nguyên đất mẹ hết luôn à. Cái cửa nhà trình định đây, không đi. Từ nha, mở cửa nhẹ nhàng. Mở cửa nhẹ nhàng thôi. Thằng hồi vậy? Thằng quà nó đạp cửa quà đúng không? Quà mình đang cầm cái súng giỡn luôn. Chắc cửa, chắc cửa, chắc cửa, sẵn có đồ chắc cửa chắc luôn. Bên trong phòng này clear. Mở cửa nhẹ nhàng thôi. Lại đâu nó núp á. Có tiếng nè, có tiếng nè. Ê, trong phòng này có hai anh em đang cầm súng à. Súng mini SMG nha. SMG em đi trong cửa này, trong cửa này nè. Bây giờ mở cửa, trời ơi khói nha. Ôi lộn, ê từ từ. Đây. Tôi nghi đúng không á, anh tôi nghi, tôi nghe mạng các bạn. Cửa khóa rồi, cửa khóa rồi, để mở khóa cái, để mở khóa cái, để mở khóa cái. Em không giữ cái nút lâu đó nha. Từ từ. Giữ một mình chết. Rồi. Cửa gì vậy? Vô. Nó bỏ xuống rồi, bỏ xuống rồi. Có chừng nó đâm nha, còn thằng nữa. Có gãy chân rồi. Ra sao cầm tay nó đi. Anh em, ra sao cầm tay nó. Mấy này. Đề nghị mốt anh mở, anh mở hé hé được không nhé. Mở một phát, mở nguyên cái cửa ra luôn. Wow, bị bắn như cái lỗ này. Ủa, còn thằng nữa không? Cái đó bây giờ. Còn thằng nữa. Còn thằng chắc luôn có lỗ này quá. Ê, Dũng rồi. Ổng Dũng rồi. Trời ơi, tàn báo với báo luôn. Cái đầu vô nữa. Theo tao nghĩ là chắc còn cái cửa bên kia bạn. Đi bên trong. Đúng rồi. Đúng là nhà Việt Nam có các bạn nhìn mấy cái đồ giống Việt Nam ghê. Mình nghe tiếng nước chốt rồi. Tội nha. Có tiếng người nha, có tiếng người nha. Em phải đóng cái cửa này Dũng. Ui, thấy mọi người đi đâu tùm lum vậy? Bên trong có một ông con tin nhưng mà hình như bị bắn hay gì á. Chợ lựu đạn vô. Chợ lựu đạn. Chạy vô. Đào nha. Rồi trừ 1. Rồi bỏ súng rồi nhưng mà con tin bị bắn rồi. Thằng con bắn con tin chứ, lấy con lấy ba mẹ nó làm con tin chứ. Ác thiệt. Ác gì? Trừ 1 đồng đội anh ơi. Trừ 1 đồng đội anh thấy rồi. Ủa, tao thu súng chưa vậy mọi người? Chưa. Không có súng gì đâu, em không thấy. Kiếm thử. Chắc còn đây có gì không? Ê, có một cái trên, cửa trên, trên này có cái đường lên cái xe khác. Bên trong nhà. Nè, người ta mở vậy nè, đề nghị anh ta mở cửa lại. Mở nhẹ nhẹ. Trời ơi, mày giống nãy tao bắn mày. Gáy ba mẹ đó làm con tin. Dũng, Dũng, em mới không á. Mọi người bắn xong em chịu khó đi check lại Dũng. Ôi. Chơi. Này thì đạp. Vừa lắm. Đúng là thiếu cái khiên nó thiếu việc hẳn luôn á. Bên trái đi, nhận cái gì? Bên trái còn. Bên trái không á, bên trái. Đây nè, trái này á. Trái cửa hả? Không, cái này cửa chính mà. Hù. Hay hù quá. Mà đây ok rồi. Nè cửa này nè. Ở đây có một cái nhà nhỏ nha mọi người.
tôi chắc nhà nhỏ nữa á, nhà rộng dữ à. Bên trong clear. FBI open rồi đó. Phát. Em làm gì khác tôi. Rồi ok. Đâu gà vậy em, mình nào anh thử nói coi. Giờ lên trên có lầu nữa. Có lầu, có lầu. Có. Rồi tôi nghe tiếng bước chân đó bạn. Tiếng bước chân của mình á. Có không, nghe tiếng trống không mày? Chánh ngay, chánh ngay. Đạp cửa đi. Đường không có ai, không có ai, không có ai, không có ai. Không có ai dưới chưa? Thì nó không có ai, gõ được, gõ được, gõ được, gõ được, gõ được. Rồi không, xuống đây là xuống kia, không đi được đâu, khỏi lo. Đau quá, tôi thiếu cái khiên, tôi đau quá. Bắn nhiều quá, không chết. Rồi em chạy méo rồi, bye bye. Tán đầu nó mấy cái rồi luôn. Đã kêu rồi, tao nghe có tiếng bước chân rồi, không tin tao. Phòng này làm gì đây? Lực không nó đang chơi casino. Tao chơi cho lên TV nữa, tao lên TV. Bạn ơi, nó chơi casino. Không mất đu du net. Tao lên túi tiền anh. Ủa bạn. Wow. Cái quest này tao liên tưởng tới cái game nào đó vậy? Tụi nó đang các cuộc casino, tụi nó đang làm trò với casino á. Nói chung là tụi này nó kêu là nó vì mẹ nó bệnh ung thư với lại ung thư giai đoạn 4. Vì mẹ bắn ba luôn á bạn. Thì đó. Có nhà có tiếng nữa. Nghe ba mẹ nè. Ba mẹ nè, ba mẹ nè, ba mẹ nè, ba mẹ nè. Nhà canh nha, canh đê, canh đê. Trong đây cứ nghĩ có người lắm. Bên phải lấy dài đi, cầm tay đi, cầm tay đi, cầm tay đi, cầm tay đi. Toilet kìa. Chồng có đâm tao mày. Nằm xuống đây, tôi cho bà vô tù chữa bệnh. Ủa làm sao để chui vô đây trong khi nó cho mình mở cửa? Mở thôi, trời có cái tivi nằm đã thiệt chứ. Nhưng mà tivi này nó hơi cũ bạn. Ông ba thì ngẫm rồi, ông ba bị thằng con ấy làm con tin bắn chết luôn rồi. Phòng đó có chắc gì vậy nhà bạn. Phòng này clear nè. Như chưa. Sao tôi thấy có người nằm trên giường hay gì? Phòng này có cửa nè. Phòng này clear nè. Đi thông qua đúng không? Đi 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 đi, phòng này chung á, hai này chung nhau nè. Nè. Hai này chung. Chung mà. Xem nghe tiếng nút chốt gì. Nè. Chung mà. Nhưng mà nghe tiếng nút chốt. Ồ, nó đặt mấy cái đồ. Tôi nghe tiếng gì vậy bạn? In 3D và mấy cái lẫy súng ở bên trong nè. Còn mà chưa. Phòng này clear bạn. Clear bên góc này tôi coi thôi chứ tôi không biết là nó có clear bên này hay không nha. Clear. Nói trước cho an toàn. Mở cửa ra đúng không? Vậy còn trên gác máy nữa. Còn cái gác máy á, gác máy như thằng anh lớn á. Ủa đi lên. Thế là đi lên đường nào ta? Bên đây nè. Đây. Đúng rồi đó. Put your hands up and get down. Anh em bơm cho. Please, I want to see those hands. Bây giờ cho bơm cái. Đây đi. Put your hands up. Yo luôn. Go. Đây đây đây, bỏ xuống xuống. Bỏ xuống xuống. Còn thằng. Bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Thấy. Nó chờ nghe tôi đang bắn. Đây đây, để đem tưới cây, đem tưới cây nó chết ra, chết ra. Rồi, vô. Tươi. À, cái thằng Diego Perez nè. Ok, nó đi à. Nó có đâm không Ben? Biết nữa, thử đi. Không, em tưới nó chờ, nó không dám đâm đâu. Quả, mày tưới nó mà dính tao quả. Thấy mày tưới, chỉ nó mặt bấm mày tưới luôn. Ác thiệt chứ. Tưới nó mà dính tôi. Anh qua đây có đồ đẹp, tranh đồng hồ có thử luôn nè. Tí phải làm xong cái đã. Anh bấm lộn. Bưng nó lên chi vậy? Đây, bây giờ nè, mọi người đi coi nè, rồi? Đây là mấy cái chỗ để sản in xuất 3D đúng không? Súng ở in 3D nè. In 3D đúng không? Nè mấy cái đồ để in 3D nè, nè mấy cái nhựa 3D nè. Ngoài nè, in 3D nè để bán nè. Tại vì á, súng súng bán tự động là nó sẽ bắn theo dạng từng viên hay như thế nào các bạn, còn tụi nó chế từ bên trong tụi nó đổi thành súng máy luôn á. Thì cái lực bắn nó mạnh hơn mà nó bắn liên tục rất là nhiều cho nên là cũng nguy hiểm lắm. Này thằng anh mình nè. Mình bị phe một chiến chủ rồi. Đúng rồi, tại thằng kia có, lúc anh mở cửa á. Thằng quỷ con nó bắn thằng cha luôn chứ ai có bắn đâu mà mình toàn chơi súng hơi không mà bây giờ tự nhiên nó bị vậy biết sao giờ. Thôi, xong rồi, về. Yeah. Không, lần này phối hợp ok hơn rồi nè, phần này. Giải đừng. Đang yếu. Để miếu. Thằng tao bắn tao. Tôi. Nè, điểm này còn một cái ạc vòng tròn nè. Fail hết vậy cũng không còn tin. C cộng. Không, này phải được B. Từ từ để trừ nè. Trừ nè. Ủa,
Xài tới vậy rồi mà vẫn bị hình như hai lần thì luôn á em. Nó chưa làm. Nó chưa làm gì. Hai lần mà chị hay chăm đó. Hai lần luôn á. Cay thiệt. Tính ra mình đâu dùng vũ lực đâu ta. Có, bạn thấy chúng hơi là vũ lực rồi đó. Chúng hơi là vũ lực có nghĩa là tụi nó chưa. Nó bắn mình mà mình phải bắn ngược lại chứ. Tụi nó kiểu như mình phải đợi nó bắn mình trước cái. Đợi nó bắn mình trước cái. Làm với bên tôi rồi. Bên tôi nó manh động lắm. Quá mệt mỏi rồi. Rồi tôi bị kẹp luôn, hay quá trời. Rồi thì coi như là hôm nay mình đã cùng với team của mình hoàn thành xong hai nhiệm vụ trong cái tựa game mô phỏng làm biệt đội SWAT Randy Onnot này các bạn. Nói chung là lâu quá rồi quay trở lại thì cũng fail hơi nhiều, nhưng mà tựa game này chơi để giải trí và một phần nhập vai nhẹ thôi, cho nên là bạn nào mà mong chờ vào những cái gọi là hành động theo kiểu là xịn sò các thứ thì tụi mình không làm được, cho nên là bạn thông cảm mà team tụi mình chơi phá phá như nhây là chủ yếu thôi. Cho nên là hẹn các bạn trong tập sau của tựa game này. Nếu mà các bạn muốn xem nhiều video hơn nữa về tựa game này thì nhớ đăng ký mình như like video và share để giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại, chào các bạn, bye bye. Để coi mình còn hình như là khoảng 3 nhiệm vụ nữa thì phải. Cái này xong rồi đúng không? Cái nhiệm vụ này thì rồi nè. Cái này cũng rồi. Cái này mình nhớ không nhầm là chưa, một cái nè. Cái này hai cái nè. Ba cái nè. Rồi hết rồi các bạn. Dưới này là bắt đầu mấy cái mình đã làm rồi hết rồi. Không còn cái gì mới nữa rồi. Cái này là bệnh viện. Cái này là cái nhà kho. Rồi ok, mình còn 3 nhiệm vụ nữa nha các bạn. Trong tập sau mình sẽ kết thúc luôn 3 nhiệm vụ này. Và hẹn gặp lại tập sau nha. Chào các bạn. Bye bye.